Welcome back to IELTS with Mr. Bud. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với IELTS cùng với Mr. Bud ha. Thì trong video ngày hôm nay Mr. Bud sẽ giải đáp một câu hỏi mà các bạn hỏi rất là nhiều trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok của Mr. Bud, đó là chưa biết học IELTS, mới bắt đầu học IELTS thì mình nên bắt đầu từ đâu. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào vấn đề ngay luôn ha tất cả các bạn. Let's go. Rồi thì đầu tiên á các bạn, mình mới bắt đầu mình bước vào học IELTS, mình mà bắt đầu có ý định là mình muốn chinh phục bài thi IELTS thì điều đầu tiên mình cần bắt đầu đó là mình cần phải test level ha các bạn. Điều quan trọng nhất đầu tiên đó là mình phải kiểm tra trình độ để mình biết được năng lực của mình hiện tại đang ở đâu. Để mình không có tự đánh giá được, đôi lúc mình sẽ nghĩ là mình nói tiếng Anh hay lắm, hoặc là mình nghe tốt lắm, mình nói giỏi lắm, nhưng mà cái đó là mình nghĩ thôi ha các bạn. Các bạn cần phải làm một bài kiểm tra, các bạn cần phải làm thử cái bài thi IELTS xem là điểm của mình ở đâu, mình đang yếu kỹ năng nào, yếu nghe, yếu nói, yếu đọc hay yếu viết. Từ đó chúng ta sẽ biết được lộ trình tiếp theo của mình là như thế nào nha các bạn. Ok, và nếu các bạn không biết test ở đâu, hãy inbox trực tiếp trên Facebook của Mr. Bud ha. Ở trung tâm của Mr. Bud có bài test IELTS miễn phí cho tất cả các bạn. Rồi sau khi mình đã biết được đó là cái level, cái trình độ của mình ở đâu, thì điều tiếp theo chúng ta cần làm mà các bạn bây giờ là mình cần phải có lộ trình học, lúc nào mình bắt đầu từ một cái điểm nào đó, mình bắt đầu từ đâu đó. Thì lời khuyên của Mr. Bud dành cho các bạn đó là chúng ta hãy bắt đầu từ hai kỹ năng nghe và đọc đầu tiên. Nên các bạn bắt đầu từ nghe và đọc đầu tiên. Tại vì sao? Tại vì đây hai kỹ năng đầu vào rất là quan trọng. Ok, và đây là hai kỹ năng mà các bạn có thể tiến bộ nhanh hơn nói và viết. Vậy thì nghe và đọc mình cần luyện tập như thế nào đây, mình cần bắt đầu như thế nào đây? Thì cả hai kỹ năng này các bạn cần làm hai việc như sau. Thứ nhất đó là luyện đề, bằng cách là chúng ta giải các đề IELTS mẫu để mình biết là nội dung bài nghe của IELTS như thế nào, độ khó nó như thế nào, nội dung bài đọc IELTS như thế nào, độ khó như thế nào, để mình làm quen với cấu trúc mà mình làm quen độ dài, cũng như là mình quen với lại cái những cái từ vựng có trong đó. Đó là thứ nhất. Thì ít nhất thì các bạn có thể giải hai quyển, đó là Cambridge IELTS 14 và 15, đây là hai quyển mới nhất. Ok, và song song đó, điều tiếp theo các bạn cần làm đó là chúng ta cần phải rèn luyện cái kỹ năng nghe tổng quát của mình, khả năng nghe hiểu tổng quát của mình nha các bạn. Ok, tại vì nó bao gồm toàn bộ cái khả năng của mình. Thì Mr. Bud khuyên là các bạn hãy một tuần hãy dành ra, mỗi ngày dành ra ít nhất một tiếng nghe và ghi chép lại các từ vựng mới, nghe hiểu cường độ cao, đó là nghe tập trung hiểu và ghi chép lại từ vựng mới, khoảng ít nhất là khoảng 3 cho tới 5 video tiếng Anh ở các chủ đề khác nhau, và nếu đó là chủ đề các bạn thích thì đó là điều càng tốt. Thì bây giờ mình không biết tìm video ở đâu đúng không các bạn? Ok, thì Mr. Bud sẽ suggest cho các bạn một vài kênh cũng như là một vài bộ luyện nghe mà các bạn có thể bắt đầu luyện tập. Các bạn có thể pause màn hình lại để xem ha. Và với luyện đọc, ok, thì tương tự như vậy, mỗi ngày hãy tập thói quen đọc ít nhất là từ 3 cho tới 5 trang sách, truyện, báo chí bằng tiếng Anh. Ok, và một lần nữa chọn chủ đề mình thích nha các bạn. Và hãy tập trung vào các chủ đề mang chất là khoa học, tính chất chuyên ngành nhiều hơn là những chủ đề mà nó lát cải. Và tìm nguồn luyện đọc ở đâu thì là một lần nữa các bạn hãy pause màn hình lại ha. Đây là những cái trang luyện đọc mà Mr. Bud khuyến khích các bạn nên thử. Wow, và chúng ta đã xong nghe và đọc, và bây giờ còn nói và viết thì sao đây các bạn? Đây là hai kỹ năng đầu ra, hai kỹ năng cần cái sự sản xuất, cần cái sự luyện tập nhiều hơn, hay hai kỹ năng khó. Vậy thì bây giờ mình luyện nó như thế nào bây giờ? Tôi luyện nó ở đâu? Thì đầu tiên mình chúng ta đi với kỹ năng nói trước đi ha các bạn. Ok, speaking. Thì bây giờ nói á, thì thứ nhất đó là với các bạn mới bắt đầu IELTS thì chúng ta nên luyện nói giao tiếp cơ bản trước để luyện sự tự tin, để luyện sự trôi chảy của mình. Ok, vậy thì các bạn hãy luyện ở đâu? Rất là đơn giản. Thứ nhất, các bạn có thể tìm một cái lớp học giao tiếp. Thứ hai, các bạn có thể tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh. Thứ ba, các bạn có thể tham gia các buổi trò chuyện, gặp gỡ, trò chuyện với người nước ngoài. Không quá khó, để chúng ta search online sẽ có những cái người nước ngoài họ sẵn sàng là họ trò chuyện với mình online. Thì các bạn có thể luyện tập vào những cái đó, được chưa? Và để luyện nói theo phong cách IELTS thì các bạn có thể làm các bài thi thử, hoặc là các bạn có thể tìm đến các lớp học IELTS. Ví dụ như trong lớp học của Mr. Bud là sẽ được luyện nói theo chuẩn IELTS luôn hay các bạn. Hoặc là trên chính kênh của Mr. Bud luôn sẽ có những video luyện nói mô phỏng của bài thi, các bạn có thể check it out ha. Ok, và với kỹ năng writing, với kỹ năng viết, thì điều đầu tiên là chúng ta phải đọc các bài viết mẫu. Đây là điều cực kỳ quan trọng nha các bạn, để mình biết cái phong cách viết của một bài viết IELTS sẽ như thế nào, và chúng ta có một cái hướng để mình, một cái khung chuẩn để mình viết theo. Thì một bộ mà Mr. Bud rất là khuyến khích các bạn đó là Barron's Writing for the IELTS. Mr. Bud sẽ đính kèm link bên dưới, các bạn có thể tải cuốn sách này về đọc theo, rất là dễ, rất là từ từ, phù hợp cho các bạn mới bắt đầu nè các bạn. Ok, và các bạn có thể
theo dõi các bài writing mẫu của Miss Mat luôn. Đó cũng là một cái nguồn đọc khá là hay, được chưa? Ok, vậy đó là chung quy lại đó là những gì chúng ta cần chuẩn bị, những gì chúng ta cần biết để mà mình bắt đầu IELTS, hay các bạn bắt đầu với IELTS. Và nhớ nè, cái này chỉ mới là bắt đầu thôi, để mà giỏi, để mà chúng ta thật là thành thạo trong tiếng Anh cũng như là IELTS, đó là một cả một quá trình rất là dài, và Miss Mat sẽ chia sẻ các bạn trong các video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video lần này của Miss Mat ha. Các bạn có thắc mắc gì về IELTS cứ comment bên dưới. Thank you everyone for watching, thank you for your support, and I'll see you next time. Thanks for watching everyone. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and ring the bell to get notified about my latest videos.